Con xin kính chào cộng đoàn. Vì sáng ngày mai thứ sáu con đi Campuchia rồi đến qua Giáng sinh con mới về, nên là hôm nay sáng thứ năm con thu âm lời Chúa từ hôm nay cho đến qua Giáng sinh, để trong mùa Giáng sinh thì quý ông bà và anh chị em có thể vẫn nghe được chia sẻ lời Chúa mỗi ngày, để lời Chúa hướng dẫn, hướng tâm tình cũng như là gieo niềm vui Giáng sinh vào tâm hồn của chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng nhau chia sẻ lời Chúa ngày thứ 6, 23 tháng 12. Chúng ta cùng lắng nghe tin mừng. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không được, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà trong họ hàng của bà chẳng có ai tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta ôn lại lời Chúa ngày hôm qua, ngày thứ năm, Đức Mẹ cùng với bà Elizabeth ca ngợi Thiên Chúa. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng. Chúa đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn, đời nọ tới đời kia Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Có lẽ bài ca Magnificat là bài ca mà chúng ta thuộc lòng, để rồi bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể cùng với Đức Mẹ để ca ngợi Thiên Chúa qua bài ca Magnificat. Rất là ý nghĩa, bài ca của những người tin, bài ca của mẹ Maria. Rồi chúng ta tiếp tục đi vào lời Chúa ngày hôm nay. Sau khi Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth, lúc ấy bà ấy đã có thai được cả 6 tháng. Và hôm nay tin mừng thuật lại biến cố ông Gioan tẩy giả chào đời, vị ngôn sứ dọn đường cho Chúa đến. Và dĩ nhiên là 6 tháng sau thì Chúa Giáng sinh. Chúng ta đi vào lời Chúa ngày hôm nay. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Đức Mẹ mang thai Chúa Giêsu. Và hôm nay thì bà Elizabeth sinh Gioan Tẩy giả, thì coi như là Đức Mẹ đã có thai được 3 tháng và 6 tháng nữa đó. Chúng ta thấy rằng là mừng sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy giả là ngày 24 tháng 6. Ngày 24 tháng 6 là mừng sinh nhật Gioan Tẩy giả, thì 6 tháng sau là 24 tháng 12 chúng ta mừng sinh nhật Chúa Giêsu. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Mọi người đều chia vui với bà Elizabeth, bởi vì một người hiếm muộn rồi lại đến tới tuổi già mới sinh con, thì đây là một điểm lạ. Đây là một điểm lạ, điểm lạ dành cho những người tin. Đây là một điểm lạ. Đường lối của Thiên Chúa thì nó lạ lùng như vậy đấy. Những người hiếm muộn, chúng ta thấy có nhiều trường hợp là hiếm muộn là sinh con, ví dụ như là Samson, ví dụ như là Isaiah, hay là Samuel, cũng đều là những người thuộc cái dạng là hiếm muộn. Và chính những người hiếm muộn này, nơi bố mẹ tin tưởng vào Chúa, thì cũng là cái đường lối của Thiên Chúa. Đường lối của Thiên Chúa thì khác với loài người. Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Truyền thống của người Do Thái thì bao giờ cũng lấy tên cha để đặt tên cho con. Còn đối với người Việt Nam của chúng ta thì là lấy tên họ đấy, họ của bố sẽ là họ của con. Lấy tên Zacharia mà đặt tên cho em bé. Nhưng bà lên tiếng nói, không được, và đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà trong họ hàng của nhà bà đâu có ai có tên như vậy. Rồi họ làm hiệu hỏi cha, người cha xem ông đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng là khi mà sứ thần báo tin cho ông Zacharia rằng là bà Elizabeth vợ ông sẽ có thai, thì ông cảm thấy là phải có cái bằng chứng nào thì tôi mới tin chứ. Phải có cái dấu chỉ gì thì tôi mới tin chứ. Thì sứ thần nói, đây là dấu chỉ đây, là ông sẽ phải câm, ông phải im lặng cho đến khi mọi sự được xảy ra.
Đây cũng là một cái bài học lớn mà chúng ta đã chia sẻ với nhau đấy. Trước đường lối của Thiên Chúa, có lẽ chúng ta im lặng bởi vì chúng ta không có hiểu. Mà nếu không hiểu mà chúng ta cứ nói thì chúng ta sẽ nói sai mất thôi. Chúng ta cứ im lặng. Rồi từ từ, rồi mọi sự xảy ra, rồi với ơn Thánh Thần thì chúng ta sẽ hiểu. Thế thì là người ta tính lấy tên cha là Zachariah mà là tên cho em bé, nhưng mà bà Elizabeth bảo là không, tên nó là Gioan. Thì chắc là ông Zachariah cũng đã kể cái biến cố ở trong đền thờ cho bà Elizabeth và nói rằng đứa bé này đã được đặt tên là Gioan. Thế rồi người ta đưa cái tấm bảng cho ông Zachariah và ông cũng ghi là tên cháu là Gioan. Thì tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Và ngay lúc đấy ông nói được, bởi vì lúc này thì là kế hoạch của Thiên Chúa, bà Elizabeth có thai sinh ra người con tên là Gioan đã được tỏ lộ. Nên là lúc này ông được mở miệng, ông nói được, mà không chỉ là nói được nữa mà ông ta sẽ ca tụng Chúa đấy. Ngày mai chúng ta sẽ được nghe bài ca của ông Zachariah đấy, chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân người. Có hai bài ca đó, bài ca đặc biệt thứ nhất là bài ca Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Bài ca thứ hai là bài ca của ông Zachariah, chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Benedictus, chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel. Ai nấy đều bỡ ngỡ, ngay lúc ấy miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em. Tức là qua cái hình ảnh là đặt tên Gioan, rồi qua cái chuyện bà Elizabeth lớn tuổi mà có thai rồi có con, rồi qua cái việc mà ông Zachariah bị câm rồi lại nói được, nói chung là có nhiều yếu tố để rồi mọi người cảm thấy rằng đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào, và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em. Bàn tay Thiên Chúa ở nơi Zachariah, ở nơi Gioan thì giả, ngay từ khi trong bụng, khi Đức Mẹ đến chào bà Elizabeth thì là đã được tràn đầy Thánh Thần. Gioan Thầy Giả đã được tràn đầy Thánh Thần rồi. Biến cố ra hạ sinh với tên là Gioan cũng rất là đặc biệt. Và quả thật là như thế, cuộc đời của Gioan Thầy Giả cũng là một cái điều rất là đặc biệt. Ông là một vị ngôn sứ đứng kế cận, đứng sau lưng Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế, là người dọn đường cho Chúa, là người giới thiệu trực tiếp. Nếu như các ngôn sứ ngày trước chỉ là nói thôi, còn Gioan Thầy Giả tức là giới thiệu trực tiếp Đức Giê-xu cho tất cả mọi người. Thế thì bài tin mừng ngày hôm nay đó là biến cố chào đời của Gioan Thầy Giả, một vị ngôn sứ giới thiệu Chúa cho tất cả mọi người. Xin cho chúng ta cũng biết tôn trọng những người Chúa gửi đến. Xin cho chúng ta cũng biết im lặng để lắng nghe, để suy gẫm, để chiêm ngắm những cái việc của Chúa làm. Và xin cho chúng ta cũng cùng với Đức Mẹ, cùng với bà Elizabeth, cùng với ông Zachariah để biết ca tụng Chúa vì những việc lạ lùng Chúa đã làm cho nhân loại của chúng ta, cũng như là cách riêng cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả cộng đoàn.